2 Timotheus 2 chương 2 to 26 chật. Chú hãy ăn nhọn, 2 Timotheus ngã lấy gì? 2 ơi hiểu nay xìm, dìn bi xong tí ăn hồ xìm tuy nhì, chú hãy xong xin chú giả xuế nhìn. Lung chung ngày cao bún nhé cao thô, cho tổ tổ nhìn em miễn chén à. 2 tu ấy cao chút bún kết đều hiểu nà lời xong xin em nhìn, hiểu ăn khiang cao thô bún phết nhìn à. 你听耶稣救主的人，就是比枪一只战兵，所以你爱耐心担受苦。一只出战的兵，都无顾忌担啥事情呢？准备给爱灭的兵头放弃。每只人听必须的，唔晓讲系讲无照定必须的条例。一只按正经中作的人。人该出黑字，注意身头得多出息啊！你爱注意何来，隆重爱讲本意的啊！上帝为本意能力孝分明，对个隆重爱讲本意的啊！你爱记得，爱传的好消息出黑讲多耶稣救主啊！你是黑爱个爱翻生起来啊！你出黑有望的子孙。出海人民传了好消息，爱按受苦，每当爱定作落去，像飞人一样。但是上帝的好消息都唔晓哪里去黑。出海人民都安样，爱都按耐心担给隆重苦重。人民爱爱给到上帝托多的人，晓得多耶稣救主的得救。各位叫下甲耶稣初按上的味多润旧。列基妹出海出海。在讲七家甲耶稣救主时，七家要被甲耶稣救主上。在讲七家耐心烦恼受苦，七家要被有权力叫下甲耶稣救主初上帝的结果。但是，在讲七家不会是人的。二家辈唔会是认识噶，烦恼识噶变心，二唔会变心，因为二冇变心嘅样式。坐上帝面前，二爱交代噶喊二刀，爱记得嘅隆重嚟讲诶。二刀冇想拗到冇作用嘅辈，因为想拗抢开嘅刀疼嘅人嘅字，二爱正经做上帝嘅工作。所以上帝被欢喜，各位你也不会受理错上帝的面前，因为你按中七传真的教徒，你爱行人人对无作用的话反对到上帝的话，因为没人敬仰大上帝。基督人教的徒就是枪拔牙的病，未见车见法。Hymenaeus 和 Philetus也是像基督人一样，基督人教的徒都对不到真的教徒。基督人讲，上帝灭世黑的人翻生起来的日子都过黑的，除了安样，如其他杂人的信心都伴基督人灭废黑的。但是上帝托的人，除了信主的人，都比像安稳的沙袋无有痛的。初个时代如安样写道：上帝的上帝的人是万人。各位，每个人相信上帝的，唔好做坏事。初日见安太的母，如安多家事。家家事如用银，也是用金做的；但是也如用书，也是用泥做的。个用银甲用金做的。都爱拿来贴撇用诶，但是佮用书甲用来做诶，都爱平常用诶。迄一只人唔爱做坏事诶，爱灭亲枪而出家，而都枪计家事爱拿来贴撇用诶。也主人为看佮按住作用甲看热气佮，个诶为用佮来做按好诶工作。出海安样，你都无念花花世界好生人念呢。但是你爱好安静跟公平，唔会变心，
hiệu sẽ phép nhìn cả dù phình ơn thiên xìm. Nhì chú hê ơi ăn nhông sáng tỏ cả kết tèo chung ha kiểu sông tiê nhìn dung ăn chín ế xìm ế. Nhì ơi hẳn dân dân mô thành tên kỳ tèo xong chào xong áo công tổ mô chỗ dung ế ngã xì xìn. Nhì tốt tì kê chú hê hơi nhìn xong chào hết gì ế. Dịch trả cho sông tiê cũng chỗ ế nhìn mô xong chào xong áo. Tàn hè, ơi hiểu nhuận xìm tuy lung dung nhìn. Gì ơi khen cầu ba nhìn, hiểu nhuận này, cả dung ăn nhuận xìm lời khen tay kê tèo nhìn, ăn nhìn phần tuy song tía. Duyên bi dù khó nền, song tí bún kê tèo nhìn kì phi hiểu phi cõi, cả khen tay kê tèo nhìn hiểu tí song tía chinh lù. Chú hè chèo ăn nhọn, kê tèo nhìn hiểu tròn xiong, hiểu phi cõi. Yên bí kê tèo nhìn thọt hẹt ẹ tà mò cùi thèo ế kì cán. Chú hè thọ thọ tèn kê tèo nhìn lời cho châu mò cùi thèo ôi ẹ.